4 giờ chiều, cơm đã nấu xong. Không phải như trước đây, bữa cơm nào cũng nấu muộn. Bởi khi đó, nhà nào trong làng cũng phải ra sông để lấy nước. Còn bây giờ, ở ngay tại nhà, chỉ cần mở vòi là có nước để dùng. Dù rằng, có lúc nước mạnh, có khi nước yếu, nhưng có đủ nước để dùng ngay trong mùa khô hạn thực sự là thay đổi lớn trong cuộc sống người dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Hồi xưa đi nước suối ra, lúc mang cái gùi đi, đi tới đây qua sông Giang, xa lắm. Để bây giờ thì cũng có nước uống rồi. Để an tâm hơn, nhiều gia đình trữ sẵn nước, phòng khi khô hạn kéo dài, nước bị thiếu hụt. Việc trữ nước cũng khá thuận lợi, bởi đường ống dẫn nước về đến tận nhà. Nó hết nước đổ với lại bụi bám dưa lăng quăng đổ nó bay vô á, xong mình đậy kỹ chứ mình uống á. 3 năm trước, công trình cấp nước sinh hoạt này được đầu tư xây dựng với kinh phí 6,8 tỷ đồng từ ngân sách. Khánh Trung có 3 thôn với hơn 3.000 dân, thì 2 thôn đã thụ hưởng nước sinh hoạt, không khác gì nước máy ở dưới đồng bằng. Hiện công trình được đầu tư giai đoạn 2 để cả xã đều có nước sinh hoạt. Ban dân xã đã tổ chức họp dân và bầu ra được là cái ban quản lý nước. Ban quản lý nước này là có trách nhiệm đó là trực tại nhà máy nước của xã để điều hành cũng như là cấp nước thường xuyên liên tục. Để có tiền chi trả cho việc duy tu vận hành công trình cấp nước, các hộ dùng nước sinh hoạt phải trả tiền, dùng dưới 10 mét khối mỗi tháng thì số tiền phải trả là 3.000 đồng một mét khối. Đồng bào trong vùng sau khi được giải thích ai cũng đồng thuận. Là người dân cũng rất nhiệt tình trong cái chỗ mà thực hiện việc đóng tiền nước hàng tháng cho các bộ quản lý thu nước, là cái vấn đề này thì người dân rất là ủng hộ nhiệt tình. Ở miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ, mùa nắng hàng nào cũng xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Dự báo năm nay nắng nóng gay gắt trong những tháng tới, nên việc chủ động trữ nước, duy tu để các công trình cấp nước vận hành ổn định sẽ là cách để giảm bớt áp lực khô khát. Cũng nhờ cách làm này mà người dân miền núi Khánh Trung bớt đi nỗi lo mùa khô hàng.